Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn biệt thự hẻm xe hơi, đường An Dương Vương, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, đang có nhu cầu bán. Vị trí rất là đẹp, hẻm xe hơi, hai xe né nhau. Căn biệt thự này với diện tích ngang 10, chiều dài là 14. Diện tích đã được công nhận là 140m2. Với kết cấu là một trệt, ba lầu, sân thượng, có gara để ô tô. Và đặc biệt là có rất là nhiều phòng ngủ, tiện mua để làm văn phòng, công ty hoặc cải tạo làm khách sạn, căn hộ dịch vụ cũng khá là ok. Giấy tờ cá nhân đứng tên và giá chủ đang chào bán là 13,5 tỷ. Còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản, cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158 để em gửi thêm giấy tờ cũng như là hình ảnh bên trong căn nhà, hoặc cô chú anh chị có nhu cầu đi xem thực tế thì liên hệ về số điện thoại để em mở cửa. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.